Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review đấu phá thương khung phần 6 tập 77. Ở cuối tập trước, sau khi ta làm sao quên cái này gốc dạ, Tiêu Vô Thiên tiền bối, nhanh cứu mạng, phải chết. Tiêu Viêm gào thét đến, một sát na này, Chân Tông Phúc cùng Yêu Hoàng Chiến Huyễn, nhao nhao đều vội vàng nghĩ muốn xuất thủ viện trợ. Có thể đây hết thảy đều quá muộn, đồng thời bọn hắn cũng chỉ là 8 sao đấu đế thực lực, cũng vô pháp trợ giúp Tiêu Viêm ngăn lại cái này một kích chí mạng. Cột sáng chiếu vào Tiêu Viêm mặt oanh kích mà đến, Tiêu Viêm trong lòng nói thầm một tiếng không tốt. Thực sự không được cũng chỉ có thể chống đỡ được, Tiêu Viêm cắn răng, giơ tay lên bên trong Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích, đã trốn không xong, vậy liền ngạnh kháng. Ngay tại Tiêu Viêm cắn răng, cột sáng đã đến hắn Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích một tấc không đến khoảng cách thời điểm. Tiêu Viêm đều đã làm tốt chuẩn bị đi đối kháng, một giây sau, Tiêu Viêm bỗng nhiên sững sờ. Cột sáng vậy mà tại cùng hắn Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích, một tấc không đến khoảng cách ngừng lại. Tiêu Viêm lập tức phát hiện, không chỉ là cột sáng ngừng, bốn phía hết thảy đều dừng lại, giống như bị đóng băng. Còn có thể trông thấy Chân Bố Phàm cùng Yêu Hoàng Chiến Huyễn, nhìn xem Tiêu Viêm nơi này, thần sắc lo lắng. Cùng Phong Bạo, Khiêu Chiến, Từ Ảnh, Long Ý, trong mắt đều mang lo âu nồng đậm, đều động thân muốn chạy tới bộ dáng. Tiêu Viêm trong lòng ngược lại là ấm áp, có thể đứng im thời gian, chỉ sợ trừ Tiêu Vô Thiên, cái này đấu đế đại lục không người có thể làm được đi. Tiêu Vô Thiên tiền bối, là ngươi đi. Tiêu Viêm thận trọng hỏi, Tiêu Vô Thiên thân ảnh cũng không có xuất hiện, bất quá ngược lại là có thanh âm của hắn truyền ra. Ngươi tiểu tử này, điểm ấy đều không giải quyết được, để ta hoài nghi cái này giới không lựa chọn ngươi. Có phải hay không một sai lầm lựa chọn, ngươi hiện tại là cái này giới không tuyển định giới không chi tử. Có được giới không khí vận, cái này điểm lực lượng, nhẹ nhõm hóa giải không có vấn đề gì chứ. Cho ngươi 10 hơi thở thời gian, đi cảm ngộ khí vận, vận dụng cái này giới không chi lực hóa giải cái này đạo lực lượng. Về sau đối với ngươi mà nói cũng là một cái thủ đoạn. Tiêu Vô Thiên thanh âm truyền đến Tiêu Viêm trong tai. Tiêu Viêm sững sờ, cái gì khí vận, cái gì giới không chi lực, chính mình hoàn toàn không hiểu. Chẳng lẽ là ta cảm giác gần đây đến cái kia cỗ thần bí chi lực? Tiêu Viêm nhắm đôi mắt lại, thể nội tìm kiếm một vòng, quả nhiên phát hiện một đạo lực lượng thần bí. Tiêu Viêm bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, đốt hỏa diễm thiêu đốt trong mắt màu vàng óng lại lần nữa xuất hiện. Tiêu Viêm trong mi tâm một viên trong suốt châu chậm rãi bay ra. Tiêu Vô Thiên tiền bối, đây chính là giới không chi lực. Tiêu Viêm chỉ dùng hai hơi thời gian liền cảm giác ra cái này thần bí chi lực. Ngộ tính cũng không tệ, ngươi như tại giới không bên trong thu được tán đồng càng nhiều. Như vậy ngươi giới không chi lực cũng liền càng cường đại, điểm này đầy đủ hóa giải cái này cột sáng lực. Tiêu Vô Thiên thanh âm lại lần nữa truyền ra, vừa dứt lời, còn không có để Tiêu Viêm kịp phản ứng. Trung quanh lập tức khôi phục như thường, chỉ thấy cột sáng liền muốn đánh vào Tiêu Viêm Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích phía trên. Mà giờ khắc này viên kia trong suốt châu lại ngăn tại phía trước, lập tức hóa thành một cái lỗ đen, đem ánh sáng trụ trực tiếp hấp thu. Sau đó nháy mắt lại phun ra, mà phương hướng đúng là Đan Đại Thành. Cái gì? Tình huống như thế nào? Phát sinh cái gì? Làm sao sẽ? Cái này cột sáng không có đánh trúng Tiêu Viêm. Làm sao còn bắn ngược trở về? Tiểu tử này dùng phương pháp gì? Tất cả mọi người chấn kinh, thật bất khả tư nghị, không chỉ là Chân Tông Phúc cùng Yêu Hoàng Chiến Huyễn, còn có Ân Huyết. Thanh Ảnh cùng một mực mặt không thay đổi Huyết Đồ, con mắt đều đột nhiên chừng một cái. Tình huống như vậy hiển nhiên để trên trận tất cả mọi người chấn kinh. Đáng chết! Đan Đại Thành mắng to một tiếng, vội vàng điều động lực lượng, muốn một lần nữa tụ tập mới cột sáng. Cùng phản bắn trở về cột sáng triệt tiêu, Đan Đại Thành cưỡng ép cấp tốc vận hành đan thần đại trận. Kết quả không được biết, ngồi xếp bằng mấy vạn người, thân ảnh từng đạo khô héo. Khí tức hoàn toàn không có rơi xuống mà đi, đan điện cái này bên cạnh tử vong đệ tử càng ngày càng nhiều. Mỗi một lần năng lượng, chỗ nỗ lực đều là những đệ tử này sinh mạng, có thể Đan Đại Thành cố kỵ không được nhiều như vậy. Đan Đại Thành lại lần nữa phóng xuất ra đại trận chi lực, cùng Tiêu Viêm phản bắn trở về cột sáng đánh vào hết thảy. Cả hai đụng một cái, trực tiếp nổ tung lên, bốn phía kiến trúc toàn bộ bị cuốn ngược lại, năng lượng uy lực nổ tung, cường đại vô cùng. Những cách kia xa xa người đều bị liên lụy, đan điện vị trí, lớn diện tích sụp đổ, năng lượng ba động trực tiếp đem kiến trúc san thành bình địa. Bị liên lụy một chút Tiêu phủ cùng người, yêu, ma trong hàng đệ tử bẩn đều hứng chịu tới không nhỏ chấn động. Có thậm chí trực tiếp bị chấn đến nội tạng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ta Đan Đại Thành bại à, đan thần đại trận dần dần tán đi, đệ tử đã chết quá nhiều. Đã không cách nào tại trèo chống đại trận, Đan Đại Thành đầu bù phát ra, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Thành Nhi, xảy ra chuyện gì? Bỗng nhiên, một đạo kéo dài thanh âm chậm rãi vang lên, thanh âm nơi phát ra, tựa như là đan điện lòng đất. Lão, lão tổ, Đan Đại Thành nghe tiếng, bộ dáng chật vật, phảng phất trong bóng đêm bắt lấy một chùm ánh nắng. Trong mắt lập tức tách ra tinh mang, đi tìm đạo thanh âm này nơi phát ra, thanh âm đều giống như đang run rẩy. Theo Đan Đại Thành thanh âm truyền ra, ánh mắt mọi người đều rời về phía đan điện. Cái này tự nhiên cũng đưa tới Tam Hoàng chú ý, đan điện có mấy tên 8 sao khách khanh trưởng lão. Bây giờ tình thế hiển nhiên chính là thiên về một bên, đối mặt như thế khẩn yếu quan đầu thời điểm. Bọn hắn há lại sẽ đứng ra, tu luyện đến nước này vốn chính là trải qua khó khăn trồng chất, há lại sẽ bi quá hóa liều. Cho nên mới nói, đan điện kỳ thật mạnh nhất thực lực chính là cái kia mấy trăm tên 7 sao đầu đế.
mà bây giờ những này, 7 sao đầu đế sớm đã băng tán, chết tử thương tổn thương. Đan đại thành trong miệng lão tổ, để tam hoàng đều tâm thần siết chặt. Bởi vì, chưa từng nghe nói qua đan điện còn có cái gì lão tổ, cái này liên lụy đến lão tổ. Thực lực kia dĩ nhiên cũng không thể sẽ thấp đi nơi nào, lại không tốt cũng là 8 sao, thậm chí có thể là 9 sao. Đan điện phía dưới, chỉ thấy phế tích bên trong, một đạo kim sắc quang mang từ dưới đất chậm rãi dâng lên. Đúng là một viên kim sắc đan dược, toàn thân phát ra kim quang toàn thân mượt mà, nội bộ ẩn chứa ánh sáng màu vàng óng. Lơ lửng đến giữa không trung thời điểm, kim đan hóa thành một bóng người, bộ dáng ngây ngô, mặt mày ngược lại là 10 phần tuấn lãng. Cái này, đây là ai? Chân Tông Phúc nhìn xem đan điện đột nhiên xuất hiện lão tổ, một mặt ngốc trệ. Hắn tại đấu đế đại lục dạo chơi một thời gian chí ít cũng có mấy ngàn năm, từ không từng nghe nói đan điện có cái lão tổ. Có thể nhìn trước mắt đan điện cái này lão tổ, Chân Tông Phúc dám xác định. Chính mình nhất định chưa từng gặp qua, chẳng lẽ lại cái này đan điện còn ẩn tàng một vị thực lực siêu quần lão tổ? Hai người các ngươi có thể từng nhận biết? Chân Tông Phúc xác định chính mình chưa từng gặp qua người này về sau, liền quay đầu hỏi thăm Thanh Hạo Nhiên cùng Chiến Huyễn, hai người liếc nhau, đều một mặt ngốc trệ lắc đầu, tựa hồ cũng không biết đan điện có như thế số một lão tổ. Chân Tông Phúc làm một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, cấp tốc đi cảm giác người này thực lực, cái này một cảm giác, Chân Tông Phúc trên trán lập tức bốc lên một loạt mồ hôi lạnh. Người này, thực lực gì, ta dĩ nhiên không cách nào cảm giác, nếu không phải so với ta còn mạnh hơn. Chân Tông Phúc giật mình, đan điện đột nhiên xuất hiện lão tổ hiển nhiên không tại kế hoạch của bọn hắn bên trong. Như thế đến nay, chính cuộc có thể sẽ đối bọn hắn 10 phần bất lợi. Chẳng lẽ lại đan điện cái này lão tổ so với người hoàng còn mạnh hơn, đây chẳng phải là thực lực của người này đã là 9 sao? Lúc này, Chiến Huyễn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, kế hoạch của bọn hắn bên trong, nếu như là đan điện 8 sao khách khanh các trưởng lão xuất thủ, bọn hắn cũng có năng lực đi đối kháng, nhưng đột nhiên xuất hiện hư hư thực thực 9 sao thực lực lão tổ. Nghĩ như vậy muốn tiêu diệt đan điện, liền lộ ra thiên phương dạ đàm. Như đan điện cái này lão tổ thật là 9 sao đấu đế, chỉ sợ ở đây 8 sao, bao quát Tiêu Viêm ở bên trong, đều hoàn toàn không phải là đối thủ của. Thậm chí chỉ cần đối phương nguyện ý, có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn xóa bỏ, 8 sao cùng 9 sao chênh lệch. Căn bản là không có cách tương hỗ bằng được, 9 sao chính là tiến vào tâm lĩnh đạo ý cảnh giới, cả hai ở giữa như là. Một tên tráng hán thanh niên cùng một cái yếu không ra gió hài đồng tại xoay cổ tay, không chút huyền niệm có thể nói. Không cách nào cảm giác thực lực, có một loại khả năng cũng vô pháp cảm giác được thực lực của đối phương. Ngay tại Chân Tông Phúc cùng Chiến Huyễn cháy bỏng thời điểm, Thanh Hạo Nhiên mặc dù thực lực là tam hoàng bên trong yếu nhất một vị, có thể suy nghĩ lại càng thêm rõ ràng một chút, càng thêm lý tính đi đối đãi. Ma hoàng ý tứ, đích thật là có một loại khả năng này chính là linh hồn người này chi lực mạnh hơn chúng ta bên trên không ít. Trực tiếp tạo thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên, chúng ta căn bản là không có cách xâm thấu. Sở dĩ liền không cách nào cảm giác. Chân Tông Phúc lập tức kịp phản ứng, thuyết pháp này thật có chút có độ tin cậy. Dù sao người này xuất hiện quá mức đột ngột, đấu đế đại lục bên trên 9 sao. Mọi người biết được cũng chỉ có 3 người, yêu tộc có một cái, nhân tộc có một cái, ma tộc cũng có một cái. Bất quá 3 vị này 9 sao lão tổ đã sớm không hỏi thế sự, đối với thế lực chi tranh, bọn hắn càng là sẽ không xuất thủ can thiệp. Sở dĩ cái này đan điện đột nhiên xuất hiện lão tổ, 9 sao thực lực xác thực có chờ khảo chứng. Đan điện lão tổ một thân bạch bào, da trắng mỹ mạo, tuấn lãng bên trong lại tài liệu thi một tiên nữ tính vẻ đẹp. Ngũ quan tinh xảo như đoạt thiên công, lơ lửng cùng giữa không trung, ánh mắt chậm rãi nâng lên, nhìn chính là tam hoàng vị trí. Chẳng biết 3 vị cùng ta đan điện có thể có thâm cừu đại hận gì, vì sao muốn đuổi tận giết tuyệt. Đan điện lão tổ chậm chậm mở miệng, thanh âm không nóng không lạnh, nhu hòa nhưng không mất khí thế. Có một loại âm nhu cảm giác mà trên người tán phát ra chấn động, để Chân Tông Phúc đám 3 người không cách nào xem thấu, cứ như vậy, 3 người hoàn toàn xảy ra bị động. Tình huống bây giờ không ổn a. Chân Tông Phúc thấp giọng mở miệng, ánh mắt thâm thúy. Hiện tại có 2 loại tình huống, loại thứ nhất, cái này đan điện lão tổ có lẽ thực lực không cao. Chỉ là tại che người tai mắt, thực lực cũng không có 8 sao, càng không khả năng là 9 sao. Bất quá khả năng này cũng không lớn, bởi vì đan đại thành thần sắc không giống như là hư giả. Hô lên lão tổ 2 chữ lúc càng là kích động không thôi, nói rõ người này thật là đan điện lão tổ, bằng không thì cũng là quyền cao chức trọng người. Chỉ là không rõ ràng cái này lão tổ thực lực, đến tục cùng đến gì cảnh giới. Loại thứ 2 khả năng, chính là cái này đan điện lão tổ hoặc là thật 8 sao hay là 8 sao cao hơn thực lực. Chúng ta thật không cách nào nhìn thấu, chính là đan điện vẫn giấu kín lấy một tên lão tổ, nếu thật là 9 sao. Trận chiến này cuối cùng sẽ rơi vào lưỡng bại câu thương, để người bên ngoài ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chúng ta không cách nào đem đan điện triệt để diệt trừ, yêu hoàng, ma hoàng, các ngươi nhị vị thấy thế nào? Chúng ta nên như thế nào làm việc? Chân Tông Phúc đem tình huống hiện tại cấp tốc phân tích. Kín đáo tâm tư để Chiến Huyễn cùng Thanh Hạo Nhiên đều liên tục gật đầu, Chân Tông Phúc tâm tư tinh mịn trình độ. Xác thực khiến người tin phục, nhân tộc hoàng cũng không phải chỉ là hư danh. 3 người ngắn ngủi trầm mặc, yêu hoàng Chiến Huyễn vung tay áo bào, trực tiếp tiến về phía trước một bước, trực tiếp nhìn về phía đan điện lão tổ. Cũng không có thâm cừu đại hận gì, cũ mới giao thế, đây là quy tắc. Chiến Huyễn tính cách thẳng thắn, nói chuyện không có bất kỳ cái gì tị húy, bá khí đáp lại.
Đương nhiên Chiến Huyễn tự nhiên nắm chắc trong lòng mới dám nói như thế, dựa theo Chân Tông Phúc phân tích. Cái này đan điện lão tổ không có 8 sao hoặc là 9 sao, cái kia cơ hồ không đủ gây sợ, liền xem như 8 sao hay là 9 sao, yêu tộc đồng dạng có 9 sao. Bây giờ cũng chỉ có Chiến Huyễn đứng ra nói chuyện là thích hợp nhất. Nguyên lai, là như thế này, cũ mới giao thế sao? Vậy phải xem nhìn các ngươi cái này mới có đánh hay không qua được ta cái này cũ. Ngây Ngô khuôn mặt, biểu lộ bỗng nhiên nhất biến, nhếch miệng lên, ngang ngược biểu lộ xuất hiện tại Ngây Ngô gương mặt bên trên, có vẻ hơi không hợp nhau. Vừa nói xong, Tam Hoàng trong lòng đều trầm xuống, xem ra cái này đan điện lão tổ chỉ sợ thật là có mấy phần thủ đoạn. Xem ra chúng ta được chuẩn bị chiến đấu, ba người chúng ta hợp lực, Ma Hoàng huynh, ngươi thực lực yếu kém, cẩn thận một chút tốt. Ba người thần sắc cơ hồ đều lập tức biến ngưng trọng, Chân Tông Phúc đối với Thanh Hạo Nhiên nói, Chân Tông Phúc cùng Chiến Huyễn hai người đều là 8 sao thực lực. Chỉ có Thanh Hạo Nhiên là 7 sao, dặn dò Thanh Hạo Nhiên gật gật đầu. Cũng biết tại dạng này khẩn yếu trước mắt, cũng không thể kéo đội ngũ chân sau. Đan Ma Vạn Quân, lên! Đan Điện Lão Tổ vung tay lên, hét lớn một tiếng, bình tĩnh mặt đất bắt đầu phát ra lạc lạc run run thanh âm. Thanh âm như vậy không ngừng càng lúc càng lớn, mặt đất bắt đầu kịch liệt rung động, bùn đất bay lên, phảng phất có đồ vật gì muốn từ lòng đất phá đất mà lên. Cái này, đan điện, đến cùng tại lòng đất này ẩn giấu thứ gì? Chân Tông Phúc kinh dị nói, con mắt chăm chú nhìn về phía run rẩy kịch liệt mặt đất. Cùng lúc đó, ở một bên, tránh thoát đan thần đại trận công kích Tiêu Viêm, cũng không có chờ hắn thở ra hơi. Sắt ma khôi đan diễm, công kích lại lần nữa giống như là thủy triều, không nói lý từng lớp hướng phía Tiêu Viêm oanh kích mà tới. Đáng chết, thật sự là khó chơi. Tiêu Viêm thầm mắng một tiếng, cùng sắt ma khôi đan diễm lại lần nữa đụng vào nhau, quanh mình chiến đấu, tự nhiên thuộc Tiêu Viêm nơi này kịch liệt nhất. Cả hai tại không trung chiến đấu 10 phần cháy bỏng, Tiêu Viêm bây giờ thực lực đã đột phá đến 8 sao đấu đế trung kỳ. Nhưng mà cái này sắt ma khôi đan diễm, trên người lực lượng chấn động lại đạt đến 8 sao đấu đế hậu kỳ. Tiêu Viêm đương nhiên chẳng biết, đan diễm là dùng 999 tòa người lô luyện chế mới đạt đến hiện tại thực lực khủng bố. Bất quá sắt ma khôi đan diễm mặc dù là 8 sao đấu đế hậu kỳ, tại Tiêu Viêm trong tay cũng không có chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Dù sao, Tiêu Viêm cũng không phải bình thường 8 sao trung kỳ. Song phương chiến đấu không ngừng, không trung phát ra kịch liệt tiếng va đập, oanh thanh âm ủng ủng vang vọng bốn phía. Sắt ma khôi là khôi lỗi, không có linh hồn, sở dĩ linh hồn đấu kỹ trên người nó là miễn dịch, vậy liền ăn ta một cái loại cực lớn thiên hỏa hỏa liên. Nói Tiêu Viêm liền toàn lực sử xuất thiên hỏa hỏa liên, đem sắt ma khôi đan diễm đánh vào mấy trăm trượng có hơn. Tự thân còn không ngừng hướng về sau rút lui, cho mình nhiều sáng tạo một chút thời gian. Hai tay ở trước ngực không ngừng đan xen, trong lòng bàn tay hỏa diễm phun ra ngoài. Một thân linh khải Tiêu Viêm, hai con ngươi thâm thúy như bích ba đầm nước, nhìn chòng chọc vào trong tay luồn lên nhảy xuống hỏa diễm. Thiên hỏa tại Tiêu Viêm trong tay cấp tốc dung hợp, táo bạo khí tức cấp tốc kéo lên, trong chớp mắt. Tiêu Viêm trên đỉnh đầu xuất hiện một đóa to lớn năm màu thiên hỏa hoa sen, Tiêu Viêm đã rất lâu chưa từng dùng qua chiêu thức này. Cái này cùng năm đó Phật nộ hỏa liên khác biệt, khi đó là dùng hai loại khác biệt dị hỏa đi xen lẫn mà thành. Bây giờ thì là dùng thiên hỏa bên trong táo bạo phân tử đi tác hợp hình thành, đương nhiên, hai cái này ở giữa cũng có được dị khúc đồng công chi diệu. Tiêu Viêm hai tay nâng lên thiên hỏa hỏa liên, ánh mắt nhìn về phía nơi xa hóa thành một đạo máu cầu vồng sắt ma khôi đan diễm. Đang hướng về hắn lấy tốc độ nhanh nhất lao đến, Tiêu Viêm cười lạnh, dù sao cái này sắt ma khôi đan diễm chỉ là một cỗ khôi lỗi. Không có bất kỳ cái gì ý thức, căn bản không có bất kỳ cái gì ý thức nguy cơ, một bộ chỉ biết là chiến đấu tử thi mà thôi. Nãi nãi, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi này tấm thân thể, có thể hay không chống đỡ ta đóa này lớn hoa sen. Tiêu Viêm mắng to một tiếng, bị sắt ma khôi đan diễm dây dưa tốt một đoạn thời gian. Để Tiêu Viêm hơi không kiên nhẫn, đã linh hồn đấu kỹ vô dụng, Tiêu Viêm liền dùng uy lực càng thêm bạo tạc thiên hỏa hỏa liên. Hỏa liên truyền đến nhiệt độ cao, nướng không khí chung quanh đều rung động, không gian đều giống như đang vặn vẹo. Đi thôi, nhìn xem cấp tốc bay tới sắt ma khôi đan diễm, Tiêu Viêm dùng sức ném đi. Đen trong tay thiên hỏa hỏa liên đánh tới hướng bay tới sắt ma khôi đan diễm, giữa không trung, tốc độ nhìn cũng không nhanh, kỳ thực lại không phải. Chỉ là trong nháy mắt, sắt ma khôi đan diễm cùng thiên hỏa hỏa liên trực tiếp đánh vào nhau, Tiêu Viêm cấp tốc hướng về sau lui nhanh, tiếng nổ mạnh to lớn tại bốn phía ầm vang nổ vang, chỉ thấy thiên hỏa hỏa liên nổ tung, biến thành một cái hỏa cầu. Loang thoáng ở giữa, còn có thể hỏa cầu trông được thấy một đạo nhược ảnh nhược hiện thân ảnh này tự nhiên chính là sắt ma khôi đan diễm. Hỏa cầu không ngừng biến lớn, cực nóng năng lượng cho dù là ở trên không, nhiệt độ chi cao trực tiếp nướng đến mặt đất. Một chút gần một chút phòng ốc chịu không được nhiệt độ cao thiêu đốt, trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Hỏa cầu bành trướng đến trăm trượng lớn, thật giống như một cái khí cầu bị thổi tới lớn nhất năng lực chịu đựng. Sau đó cấp tốc co vào, giống như có một đôi tay từ trên dưới hai bên trực tiếp đối với hỏa cầu bỗng nhiên vỗ, hỏa cầu biến thành dẹp hình, theo nổ tung lên. Một vòng sóng nhiệt, còn như sóng biển, hướng về chung quanh càn quét ra. Trong lúc nhất thời trên mặt đất lòng người bàng hoàng, mây gió đất trời cuốn ngược. Tiêu Viêm cũng đưa tay đi ngăn cản cái này năng lượng sóng xung kích, đứng xa xa nhìn hỏa liên bạo tạc về sau. Trong lòng cũng là giật mình, tựa hồ chính mình cũng đánh giá thấp cái này thiên hỏa hỏa liên uy lực. Chỉ sợ trừ cái này thiên ảnh vô xích bên ngoài, liền thừa cái này thiên hỏa hỏa liên uy lực cường thịnh nhất.
xem ra có thể học tập mới đấu kỹ, thiên ảnh vô xích đã không đủ dùng. Tiêu Viêm đến 8 sao trung kỳ về sau, bây giờ thi triển ra thiên ảnh vô xích đã là phát huy tối đại hóa lực lượng. Tiêu Viêm cảm giác cái này thiên ảnh vô xích đã có chút lực bất tòng tâm, cần mới đấu kỹ đến trèo chống tương lai chiến đấu mới được. Tử thần hư linh tháp bên trong, Tiêu Viêm ngược lại là nhớ kỹ, còn có một quyển đấu kỹ không có nhìn qua. Trong lòng thầm nghĩ, chờ trận đại chiến này kết thúc về sau, liền muốn đi nhìn một chút, Trạm lão lúc ấy không có để Tiêu Viêm học tập. Tiêu Viêm bây giờ đột phá đến 8 sao trung kỳ, tự nhiên liền có học tập cái này đấu kỹ năng lực. Kịch liệt bạo tạc đưa tới chú ý của mọi người, bao quát còn tại cùng đan điện lão tổ đối thoại tam hoàng. Cùng đan điện lão tổ cùng đan đại thành, tất cả mọi người ở đây. Ánh mắt đều tập trung tại Tiêu Viêm, cùng sắt ma khôi đan diễm chiến đấu bên trên. Chủ yếu là Tiêu Viêm cái này thiên hỏa hỏa liên uy lực quá mức cường hãn, không chỉ có thanh thế to lớn. Cái này lực phá hoại cũng khiến người giật mình, chân tông phúc cùng chiến huyễn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn cũng không biết Tiêu Viêm đã đột phá đến 8 sao, càng không biết Tiêu Viêm không chỉ là 8 sao sơ kỳ, mà là 8 sao trung kỳ. Hỏa liên uy lực, để chân tông phúc cùng chiến huyễn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, trong lòng cũng không khỏi suy tư. Như chính bọn hắn là bị hỏa liên nổ người kia, coi như không chết, vậy cũng phải lột ra. Loại này hủy diệt lực lượng mặc dù không có đan thần đại trận uy lực cường hãn, mà dù sao đan thần đại trận kia là mấy vạn người ngưng tụ lực lượng, mà cái này vẻn vẹn chỉ là Tiêu Viêm người sức chiến đấu. Khủng bố như vậy a, tiểu tử này, hiện tại thực lực gì, cái này hỏa liên uy lực lại sẽ như thế cường đại. Chiến Huyễn giật mình nói, chân tông phúc cũng là chậc chậc miệng, trong mắt vẻ giật mình không thể so bất luận kẻ nào yếu. Dù sao trước đó không lâu chân tông phúc mới sai người cứu Tiêu Viêm, khi đó Tiêu Viêm bất quá 7 sao trung kỳ. Dạng này đấu kỹ mạnh mẽ, cũng chưa từng thấy Tiêu Viêm thi triển qua, cái này còn là lần đầu tiên. Vừa mới đột phá đến 8 sao trung kỳ, một bên Thành Hạo Nhiên ngược lại là lộ ra hời hợt một chút. Trên mặt mặc dù cũng có vẻ kinh dị, bất quá lại khách quan cùng chân tông phúc cùng Chiến Huyễn hai người. Thanh Hạo Nhiên bộ dáng xem như tương đối bình thường, thấy hai người giật mình, Thanh Hạo Nhiên nhàn nhạt thuận miệng nói. Cái gì? Hai âm thanh cơ hồ là trăm miệng một lời hô, chân tông phúc cùng Chiến Huyễn trực tiếp ngây ngẩn cả người, 8 sao trung kỳ. Bọn hắn làm sao không giật mình, cái này trong thời gian thật ngắn, Tiêu Viêm từ 7 sao trung kỳ thế mà đột phá đến 8 sao trung kỳ. Từ xưa đến nay, kia là chưa từng nghe thấy a, tốc độ nhanh như vậy, thiên kiêu đều không cách nào hình dung Tiêu Viêm. Chỉ có thể dùng quái vật hai chữ mới có thể hình dung Tiêu Viêm là như thế nào khủng bố. 8 sao trung kỳ, ta không có nghe nhầm chứ, đoạn thời gian trước. Tiêu Viêm không cũng chỉ là 7 sao trung kỳ sao? Làm sao lại đột phá đến 8 sao trung kỳ, hắn là như thế nào đột phá? Chân tông phúc con mắt đều trừng lớn, mọc ra miệng, thanh âm đều có chút khàn khàn. Hoàn toàn không dám tưởng tượng Tiêu Viêm là như thế nào trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến 8 sao trung kỳ. Chân tông phúc liên tục hỏi thăm, Thanh Hạo Nhiên nhíu mày, hai tay một đám, biểu thị hắn cũng không biết. Trời ạ, tiểu tử này quá biến thái đi, chúng ta mấy lão già này, xem bộ dáng là không được bao lâu liền sẽ bị tiểu tử này cho vượt qua. Xem ra lúc trước lựa chọn hắn ta cảm giác là ta làm chính xác nhất một cái quyết định. Chân tông phúc nhìn xem Tiêu Viêm trong mắt càng thêm tán thưởng, đối với trước đó giấu giếm Tiêu Viêm giết chết Đan Diễm. Trong lòng thật có chút áy náy, trong lòng thầm nghĩ, chờ việc này qua về sau, còn phải hướng Tiêu Viêm nói lời xin lỗi mới được. Tiêu thiếu uy vũ. Tiêu thiếu mạnh nhất. Cùng lúc đó, trên không trung, vô số Tiêu phủ chiến sĩ nhìn xem Tiêu Viêm cái này đặc sắc tuyệt luân chiến đấu. Toàn bộ đều hưng phấn lên, cao giọng hoan hô, tiếng hò hét liên tiếp. Hỏa diễm thủy triều dần dần tán đi, nhiệt độ cao vặn vẹo không gian cũng chậm chậm khôi phục như thường. Một thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại trước mặt mọi người, đạo thân ảnh này tự nhiên chính là sát ma khôi Đan Diễm. Diễm Nhi, Đan Đại Thành hai mắt huyết hồng, trong miệng thì thào, hắn biết Đan Diễm đã chết. Nhưng hắn không nguyện ý tin tưởng sự thật này, cho dù là hiện tại sát ma khôi Đan Diễm, hắn vẻn vẹn chỉ là khôi lỗi. Chỉ còn nhục thân, không có hồn, chỉ là dựa vào oán niệm nâng lên một bộ cái xác không hồn mà thôi. Sát ma khôi Đan Diễm lúc đầu huyết hồng thân thể, trải qua thiên hỏa nhiệt độ cao, thân thể lại có chút hòa tan. Cánh tay đoạn rơi một cái, bộ mặt bị thiêu đốt hoàn toàn mơ hồ, dù vậy, nó cũng không có ngã dưới. Khả năng bởi vì nó là khôi lỗi, cũng không có cảm thấy đau đớn, trừ phi nó không đứng lên nổi, nếu không nó liền sẽ một mực chiến đấu đến chết. Lại còn không có ngã dưới, Tiêu Viêm thấy thế, thở dài một hơi, cũng không phải là đồng tình Đan Diễm. Mà là cảm thấy Đan Diễm đi đến một bước này thật là không nên, Tiêu Viêm lắc đầu. Cái này muốn quái cũng chỉ phụ thân của có thể trách ngươi, quá mức dung túng ngươi, vậy thì do ta đến giải thoát ngươi đi. Không ra Tiêu Viêm sở liệu, sát ma khôi Đan Diễm ngửa đầu gầm lên giận dữ, lại lần nữa đánh thẳng tới. Đương nhiên, thời khắc này sát ma khôi Đan Diễm đã là nỏ mạnh hết đà, tốc độ không nhanh không chậm. Tiêu Viêm thấy thế, trong tay lắp một cái, thiên hỏa tuyên cổ xích xuất hiện trong tay, thân hình lóe lên. Trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích hướng phía bay tới sát ma khôi Đan Diễm vung đi. Chỉ thấy thức ảnh lóe lên, sát ma khôi Đan Diễm thân ảnh bỗng nhiên đình trệ ở giữa không trung. Một giây sau, đầu thân tách rời. Đan Diễm lần này thật đã chết rồi, vĩnh viễn biến mất tại trên thế giới này. Đan Diễm, Diễm Nhi, Tiêu Viêm, Đan Đại Thành nổi giận, hai mắt hoàn toàn bị huyết quang bao trùm.
tóc tai bù xù, bộ dáng giống như một tôn ma đầu, hoàn toàn điên cuồng. Giết hắn, ta nguyện ý, ta cái gì đều nguyện ý, ta nguyện ý giao ra ta lục khí tạo hóa viêm, thậm chí tính mạng của ta. Đan Đại Thành bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn về phía xa xa huyết đồ, gào thét. Đan Đại Thành giờ phút này đã hoàn toàn mất lý trí. Trong lòng ý niệm duy nhất chính là muốn đem Tiêu Viêm chém thành muôn mảnh. Chiến đấu chậm rãi trở nên gay cấn, mặt đất run rẩy càng ngày càng kịch liệt, thổ địa chậm rãi hướng lên chắp lên. Bùn đất càng ngày càng nhiều lật ra mặt đất, tựa như có đồ vật gì muốn từ thổ nhưỡng bên trong chui ra ngoài. Đan Điện lão tổ tựa hồ cũng đem hết toàn lực muốn bảo trụ đan điện. Không ngừng lăn lộn bùn đất, chỉ thấy một cái tay khô héo cánh tay từ dưới bùn đất đưa ra ngoài. Theo cái thứ nhất xuất hiện, chung quanh lăn lộn trong đất bùn, cùng loại tay khô héo cánh tay không ngừng hiện lên. Từ không trung hướng nhìn trên mặt, cơ hồ toàn là như thế này tay khô héo cánh tay, lít nha lít nhít, không dưới hàng vạn con, nhìn xem hết sức kinh người. Tiêu Viêm xử lý sát ma khôi đan diễm về sau, cấp tốc hướng phía Tam Hoàng vị trí bay tới. Mộc Nhi, Khiêu Chiến, Long Ý, Phong Bạo, Tử Ảnh, đến. Tiêu Viêm bay tới đồng thời, cấp tốc truyền âm cho mấy người. Đối phó sát ma khôi đan diễm còn không dùng được đoàn đội, mà đón lấy chiến đấu chỉ sợ mới chính thức bắt đầu. Tiêu Viêm đã sớm ngờ tới, nghĩ muốn tiêu diệt lớn như vậy đan điện, há lại như vậy chuyện dễ. Năm người nghe được Tiêu Viêm thanh âm về sau, cấp tốc chuyển tụ tới. Cái này, tất cả đều là sắt ma khôi, chẳng lẽ lại đan điện đem đệ tử đã chết toàn bộ đều luyện chế thành sắt ma khôi? Chân Tông Phúc híp mắt, đan điện mặt đất xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, đều như thây khô. Ánh mắt của bọn nó không có con ngươi, trắng xóa hoàn toàn, không có bất kỳ cái gì thần sắc, thực lực đều tản mát ra không kém chấn động. Đan điện thật là điên rồi, bọn hắn chẳng lẽ không biết, không cho nhục thân trở về thiên địa? Bọn hắn hồn đều lại biến thành cô hồn dã quỷ, cái này đan điện vụng trộm đến cùng làm bao nhiêu táng tận thiên lương chuyện xấu. Chiến Huyễn ở một bên nghiến răng nghiến lợi, nhìn xem những này sắt ma khôi. Chiến Huyễn giờ phút này phát ra từ nội tâm đối với đan điện là như vậy chán ghét. Những đệ tử này cũng là vì đan điện chết trận, có thể thậm chí ngay cả chết đều không thể nghỉ ngơi. Sinh là đan điện người, chết là đan điện quỷ. Đan điện lão tổ chậm chậm mở miệng, bình thản ánh mắt bên trong ẩn giấu đi một vệt điên cuồng chí. Các huynh đệ, chuẩn bị nghênh chiến, Tam Hoàng mang nhân thủ tới. Tăng thêm Tiêu phủ nhân thủ, số lượng cũng cực kỳ khổng lồ, cùng nó chống lại ngược lại là không có vấn đề gì. Có thể Đan Đại Thành trước đó lời nói, để Chân Tông Phúc trong lòng căng thẳng, ánh mắt nhìn về phía huyết đồ. Chân Tông Phúc tự nhiên nhận biết, ảnh tử minh huyết đồ, 8 sao đấu đế, cũng coi là đấu đế đại lục một hào nhân vật. Đan Đại Thành lời nói, không thể nghi ngờ là tại để ảnh tử minh cũng ra tay trợ giúp. Ảnh tử minh cái thế lực này, một mực ở vào đông đảo thế lực ám bộ, cực kỳ bí ẩn, đối với ảnh tử minh nghe đồn cũng nửa thật nửa giả. Biết được ảnh tử minh chân chính người đã ít lại càng ít, dạng này thế lực trong lúc vô tình khuấy động Cự Hy Thành. Những thế lực này ở giữa chiến tranh, Chân Tông Phúc biết được. Cái này ảnh tử minh tuyệt không phải nhìn bề ngoài như vậy suy nhược, nó khổng lồ, có lẽ so trong tưởng tượng còn muốn cường đại hơn rất nhiều. Chân Tông Phúc còn kiêng kỵ một chuyện, đó chính là quỷ ẩn tại 8 sao bên trong càng là có tiếng cường hãn. Cơ hồ ở chính diện trong lúc giao thủ, 8 sao bên trong hãn hữu địch thủ, Chân Tông Phúc mặc dù là 8 sao đỉnh phong, có thể đối mặt cái này quỷ ẩn, trong lòng cũng khó tránh khỏi không sinh kiêng kỵ. Chủ yếu cái này quỷ ẩn trong tay nhuộm máu tươi rất nhiều, chiến đấu phương diện kinh nghiệm. Đã siêu khống lô hỏa thuần thanh, lần trước là bởi vì nói đến Hinh Nhi mới buông tha Tiêu Viêm. Chỉ sợ lần này ảnh tử minh tham chiến, quỷ ẩn cũng nhất định sẽ tới. Nếu như quỷ ẩn vừa đến, chỉ sợ bên này 8 sao muốn hợp lực mới có thể đem đối phó. Nhưng bây giờ, Đan Đại Thành là 8 sao, còn có Thanh Ảnh, Ân Huyết cùng Huyết Đồ, bọn hắn cũng có 4 tên 8 sao đầu đế. Thậm chí còn có một vị chẳng biết thực lực sâu cạn lão tổ, ảnh tử minh một khi tham chiến, thế cục này, ai thắng ai thua liền càng khó nói hơn. Các vị, bây giờ thế cục có biến, cấp tốc điều động càng nhiều nhân thủ, bằng không thì trận chiến này sợ là một trận huyết chiến. Chân Tông Phúc cấp tốc phân tích tình huống dưới mắt, hơn vạn sắt ma khôi đều giống như liều mạng mãnh thú. Thường thường dưới tình huống như vậy liều mạng tử sĩ, sức chiến đấu mới càng mạnh kinh người. Chiến Huyễn cùng Thanh Hạo Nhiên đều là gật gật đầu, cấp tốc gửi tin tức đến trong tộc điều động càng nhiều nhân thủ đến. Bọn hắn tự nhiên cũng nhìn ra được trên trận tình huống càng ngày càng phức tạp, muốn vặn ngã đan điện không phải dễ dàng như vậy. Tiêu Viêm gặp qua Tam Hoàng, Tiêu Viêm bay tới, vẻ mặt nghiêm túc, đối với ba người đều ôm quyền cúi đầu. Không cần giữ lễ tiết, chiến sự quan trọng, chỉ sợ ảnh tử minh đều muốn tham dự vào. Cái này Đan Đại Thành tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi, Tiêu Viêm, ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Đan điện ngay cả đối với mình đệ tử đều hạ như thế độc thủ, không biết những lão nhi này còn sẽ có cái gì ám chiêu, cẩn thận mới là tốt. Chân Tông Phúc nhìn xem Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, sau đó dặn dò Tiêu Viêm nói, mặc dù Tiêu Viêm đột phá đến 8 sao trung kỳ, nhưng trong cuộc chiến tranh này, 8 sao trung kỳ cũng không phải là mạnh nhất. Dưới mắt 8 sao đỉnh phong liền có mấy người, một khi đánh nhau, Tiêu Viêm thực lực chỉ sợ cũng chỉ có thể tự vệ. Bỗng nhiên, Chân Tông Phúc ánh mắt ngưng lại, tựa hồ phát hiện cái gì, cau mày, trong miệng lẩm bẩm nói, đến rồi. Chỉ thấy bầu trời phương xa xuất hiện một điểm đen, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn qua, con ngươi đột nhiên co vào.
Cùng lúc đó, Tiêu Viêm chiến đội Thanh Mộc Nhi, Khiêu Chiến, Long Ý, Phong Bạo, Tử Ảnh cũng đều đến Tiêu Viêm sau lưng. Bọn hắn cũng nhìn thấy điểm đen, đều cùng Tiêu Viêm đồng dạng, con ngươi đột nhiên co vào. Cái điểm đen này bọn hắn quá quen thuộc, kém chút đem bọn hắn đều đưa vào hoàng tuyền điểm đen, có thể nào không nhớ rõ. Điểm đen chợt cao chợt thấp, khi thì trái một điểm khi thì phải một điểm, phảng phất là tại theo gió mà đãng. Nhưng phiêu phương hướng thủy chung là hướng lấy bọn hắn cái này thái, trừ Quỷ Ẩn, chỉ sợ không còn ai khác, mà trừ điểm đen ở hậu phương. Xuất hiện càng nhiều lít nha lít nhít điểm đen, chỉ là những này điểm đen cũng không có giống Quỷ Ẩn. Như vậy chợt cao chợt thấp, tốc độ bọn họ rất đều, phương hướng chính là hướng phía đan điện phương vị. Ảnh Tử Minh thật đến rồi, mà lại là mang theo một đội nhân mã mà đến, cũng không phải là chỉ có Quỷ Ẩn một người. Trận chiến này, thế cục chính đang chậm rãi phản chiến, đan điện bên kia 8 sao đấu đế, số lượng đã vượt qua Tiêu Viêm cái này một bên. Huống chi có Quỷ Ẩn cái này hung hãn 8 sao, song phương 8 sao cường giả đánh nhau, chân tông phúc đều không có nắm chắc có thể chiến thắng. Hỏng bét, hiện tại thế cục không đúng. Quỷ Ẩn người này mạnh khủng bố, cái kia huyết đồ cũng là hung hãn. Ảnh Tử Minh hai đại cao thủ đều xuất hiện, thật không nghĩ tới, Ảnh Tử Minh vậy mà lại ra tay trợ giúp đan điện, kế hoạch có biến. Chân tông phúc giữa lông mày trầm xuống, trong lòng nói thầm một tiếng không tốt, Ảnh Tử Minh tham chiến. Như vậy kế hoạch đem hoàn toàn bị xáo trộn, thậm chí có thể sẽ ăn một trận đánh bại. Lúc này, lỗ sâu bên trong, từng đám nhân mã lại lần nữa xuất hiện, phân khác đều là nhân tộc. Yêu tộc cùng huyết ma bộ tộc tăng phái nhân thủ, tứ trưởng lão Thanh Vân Thiên cũng chạy tới. Hiện tại Tiêu Viêm cái này một bên, tăng thêm chạy tới tứ trưởng lão, có 4 cái 8 sao đầu đế. Có thể đan điện cái này một bên, tăng thêm Quỷ Ẩn, có 5 tên 8 sao đầu đế. Hú chi Quỷ Ẩn thực lực được công nhận rất mạnh, không có 2 cái 8 sao, căn bản là không có cách cùng nó chống lại. Tiêu Viêm cái này một bên, hiển nhiên không địch lại đan điện, nếu như cái này đan điện lão tổ cũng là một cái 8 sao. Như vậy cũng chỉ có thể rút lui trước, nếu như đón đánh, chỉ sợ không chỉ có tử thương vô số, còn muốn rơi vào một cái đánh bại. Mà dù sao là Tam Hoàng, khi đào binh, cái kia muốn bị thế nhân chế nhạo, làm bộ tộc hoàng, khẩu khí này sao có thể nhịn được. Trận chiến này xem ra đã đến không phải chiến không thể trình độ. Chân tông phúc thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Loại thời điểm này, trốn tránh không giải quyết được vấn đề gì, sở dĩ, một trận chiến này, kiên trì cũng phải đánh. Cùng lúc đó, đan điện mặt đất một bên lưu lạc thổ địa bên trên, đứng đầy lít nha lít nhít sắt ma khôi. Những này sắt ma khôi hình thể cũng không phải là hoàn toàn nhất trí, có lớn có nhỏ, có cao có thấp. Thực lực cũng có khác biệt, yếu nhất cũng là 4 sao, mà mạnh nhất đạt đến 7 sao. Mà lại phá đất mà lên sắt ma khôi còn liên tục không ngừng từ thổ dưới mặt đất không ngừng leo ra. Mà lại càng là phía sau, thực lực càng là cường hãn, không biết sẽ không còn có 8 sao sắt ma khôi tồn tại. Kể từ đó, chỉ sợ Tiêu Viêm cái này bên cạnh còn thật không phải là đan điện đối thủ. Đan điện lão tổ không tại quá nhiều ngôn ngữ, đan điện tử thương đệ tử đã có mấy ngàn người, đan điện lão tổ tự nhiên bầu không khí không thôi. Mà lại đan điện đại bộ phận kiến trúc đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Những kiến trúc này xa hoa trình độ, không thua gì chân tông phúc nhân tộc chủ điện. Nhưng bây giờ, toàn bộ đều biến thành một vùng phế tích, đan điện tổn thất vô cùng to lớn. Đương nhiên, điểm này cũng tại Tiêu Viêm cân nhắc phạm vi bên trong, nếu như muốn chiến. Tiêu Viêm lựa chọn chủ động khai chiến nguyên nhân, chính là lấy phòng ngừa vạn nhất hủy đi Tiêu phủ. Theo đan điện lão tổ mở miệng, từ trong đất không ngừng bò ra tới mấy vạn sắt ma khôi, trực tiếp bạo lướt mà lên. Hướng phía giữa không trung Tiêu Viêm cái này bên cạnh mấy vạn người bay thẳng mà đến. Trong mắt đều mang vô tận điên cuồng, bọn chúng không sợ sinh tử, bởi vì chúng nó vốn là người chết. Xe rách miệng rộng, bộ mặt không có làn da, cơ bắp trần trụi bên ngoài, có thể rõ ràng trông thấy cơ bắp co rúm. Sắt ma khôi không có binh khí, bọn chúng cường hãn cứng rắn nhục thể, chính là binh khí. Mọi người chuẩn bị chiến đấu. Đối diện với mấy cái này sắt ma khôi, Tiêu Viêm bên này nhân số, tăng thêm người, yêu, ma. Số lượng cũng là đạt đến mấy vạn nhân chi nhiều, về số lượng tại trong lúc nhất thời cùng đan điện. Những này sắt ma khôi bất phân cao thấp, có thể sắt ma khôi hung hãn trình độ hết sức kinh người. Đồng thời đấu kỹ công kích đối bọn hắn không có tác dụng, phi thường khó đối phó. Cùng cái này mấy vạn điên cuồng sắt ma khôi đối chiến, cũng không phải một kiện chuyện dễ, không nói đem hết toàn lực. Ít nhất phải đánh đổi khá nhiều mới có thể thủ thắng. Giết nha! Tiêu Viêm cái này bên cạnh mấy vạn chiến sĩ, tự nhiên không cam lòng yếu thế, thấy lấy mấy vạn từ mặt đất bạo khởi sắt ma khôi. Trong mắt chiến ý tràn đầy, nhao nhao giơ lên vũ khí trong tay, không có người lùi bước, song phe nhân mã, một nháy mắt, chiến thành một đoàn. Xa xa nhìn lại, cái này thanh thế to lớn vô cùng, đan điện phía dưới thổ địa, không ngừng có mới sắt ma khôi từ thổ địa bên trong chui ra. Gia nhập chiến đấu, Tiêu Viêm mấy vạn người, sắt ma khôi mấy vạn người, trên thêm đan điện vốn có 2 vạn người. Về số lượng, cả hai không phân sàn sàn nhau, vì vậy, chiến đấu cũng trong lúc nhất thời không có xuất hiện thiên về một bên xu thế, mà là tiến vào tình trạng giằng co. Có chiến trường, tự nhiên không thể thiếu chảy máu, song phương đều xuất hiện thương vong, máu tươi văng khắp nơi, tràng diện tàn nhẫn không chịu nổi. Xé nát nội tạng, gãy mất tay chân, đầu thân tách rời thi thể, máu chảy càng ngày càng nhiều, có thể song phương sớm đã giết đỏ cả mắt. Trong lòng không có e ngại, bởi vì lẫn nhau đều có mãnh liệt thắng lợi tín niệm. Nên chúng ta xuất thủ.
Ân Huyết chậm rãi mở miệng nói ra, đang khi nói chuyện, thân hình chậm rãi từ mặt đất hướng lên lơ lửng. Một trường lắc một cái, quang mang chợt hiện, trong tay xuất hiện một thanh huyết hồng thương. Thanh ảnh cũng không ngoại lệ, cũng chậm chậm treo lơ lửng giữa trời mà lên, hai tay phân biệt cầm một thanh đoản đao. Huyết đồ ngược lại là lộ ra khoan thai một chút, tay áo vung lên, xuất hiện một thanh hình người cao lớn lưỡi đao. Đưa tay đem đao gánh trên vai, bá khí ngưng nhưng. Đan điện ba cái tám sao đấu đế, đó cũng không phải là ăn chay. Tiêu Viêm đem Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích nắm trong tay, khiêu chiến mấy người cũng toàn bộ tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Thần sắc nặng nề, bọn hắn tự nhiên cảm nhận được cuộc chiến tranh này lực áp bách. Sắp đối mặt chính là tám sao, cảm thụ qua quỷ ẩn, trong lòng đối với tám sao tự nhiên có bước đầu nhận biết. Tiêu Viêm mặc dù đột phá đến tám sao trung kỳ, nhưng đã không thể lãnh đạm, dù sao những này tám sao đấu đế đều là đấu đế đại lục tồn tại đã lâu cường giả, Tiêu Viêm coi như vẫn chỉ là một cái vừa mới đột phá tám sao lăng đầu thanh. Sở dĩ muốn càng cẩn thận mới là. Chân Tông Phúc cùng Chiến Huyễn, một thân áo giáp ra thân, khí thế cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Chân Tông Phúc trong tay bạch quang lóe lên, một thanh tuyết trắng trường kiếm xuất hiện nơi tay bên trong. Chiến Huyễn chính là yêu tộc, cái trán xuất hiện hai cái sừng thú, trên thân cơ bắp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến lớn. Hình thể so trước đó lớn hơn đến tận một vòng, trong tay xuất hiện một thanh đại chùy. Nơi này chỉ có Thanh Hạo Nhiên thực lực muốn yếu một ít, trận này tám sao chiến, Thanh Hạo Nhiên tự nhiên không cách nào tham dự. Tứ trưởng lão Thanh Vân Thiên trong tay xuất hiện một thanh màu xanh mảnh lưỡi đao. Tiêu Viêm, Chân Tông Phúc, Chiến Huyễn cùng tứ trưởng lão Thanh Vân Thiên, bốn người tám sao khí thế ẩm vang bộc phát. Trong bốn người, Chân Tông Phúc là tám sao đấu đế đỉnh phong, qua chính là yêu hoàng Chiến Huyễn tám sao đấu đế hậu kỳ. Còn nữa chính là Tiêu Viêm cùng tứ trưởng lão Thanh Vân Thiên, đều là tám sao đấu đế trung kỳ. Mà trái lại đan điện cái này một bên, Đan Đại Thành là tám sao đấu đế sơ kỳ, đã bị Tiêu Viêm đả thương, bất quá dựa vào đan dược. Đan Đại Thành thương thế đã không còn đáng ngại, Thanh Ảnh là tám sao đấu đế trung kỳ, Ân Huyết là tám sao đấu đế hậu kỳ. Mà Huyết Đồ thì giống như Chân Tông Phúc, đều là tám sao đấu đế đỉnh phong, song phương thế lực ngang nhau. Có thể Quỷ Ẩn cũng kém không nhiều đuổi tới, Quỷ Ẩn thực lực mặc dù cũng là tám sao đấu đế trung kỳ, nhưng liền ngay cả tám sao đấu đế đỉnh phong Huyết Đồ đều kiêng kỵ hắn, có thể thấy được Quỷ Ẩn vẻn vẹn chỉ là tám sao đấu đế trung kỳ. Đã có thể so với tám sao đấu đế đỉnh phong, dù sao hắn đã từng là đột phá qua 9 sao. Trên thêm hắn cổ quái thân thể, mới có được như thế biến thái sức chiến đấu. Đan điện cái này bên cạnh năm cái tám sao đấu đế, Ảnh Tử Minh phái tới hai người, đều là vô cùng cường đại. Nếu như Quỷ Ẩn không tại, như vậy song phương còn có thể một trận chiến, có thể Quỷ Ẩn một xuất hiện. Rất hiển nhiên, Tiêu Viêm cái này bên cạnh chỉ có 4 tên tám sao, đan điện có 5 tên, cái này nhiều một tên thiếu một tên. Vậy sẽ quyết định song phương thắng bại, Quỷ Ẩn khủng bố, để bọn hắn phần thắng lại lần nữa thấp xuống không chỉ một bậc. Đại ca, ta đến rồi. Bỗng nhiên hậu phương một thanh âm truyền ra, thuận theo đạo thanh âm này nhìn lại, lỗ sâu phương hướng. Lại lần nữa xuất hiện lít nha lít nhít bóng người, có mấy ngàn người, cầm đầu chính là một mực không có xuất hiện Chân Bố Phàm. Chân Bố Phàm thực lực cũng là 8 sao, mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng đối với Tiêu Viêm cái này một bên. Cái kia cũng chính là trợ giúp lớn lao, hiện tại chiến cuộc liền biến thành 5 tên 8 sao đối với 5 tên, về số lượng đánh ngang, liền nhìn thực lực sai biệt. Về số lượng song phương ngược lại là ngang hàng, nhưng đối diện, Ảnh Tử Minh hai cái đỉnh tiêm cao thủ quá mức hung hãn. Hai người này 10 phần khó đối phó, mọi người nhất định muốn hành sự cẩn thận. Chân Tông Phúc chau mày, Chân Bố Phàm xuất hiện, thế cục chỉ có thể nói đạt được trình độ nhất định cân bằng. Có thể ngày này bình vẫn là càng thêm khuynh hướng cùng đan điện cái này một bên. Ảnh Tử Minh tham chiến, để đan điện thực lực trực tiếp lực áp Tiêu Viêm cái này bên cạnh. Quỷ Ẩn mang nhân thủ tới chỉ có 100 người, từng cái đều mang mặt nạ, phía trên đều phân biệt viết khác biệt số lượng. Quỷ Ẩn chỉ đem mấy trăm người tham chiến, có thể thấy được hắn rất có tự tin. Các ngươi giải quyết hết những này lính tôm tướng cua. Quỷ Ẩn nhàn nhạt mở miệng. Sau lưng mấy trăm người đeo mặt nạ Ảnh cùng kêu lên trả lời một tiếng đúng. Toàn bộ gia nhập vạn người đại chiến bên trong, Quỷ Ẩn lơ lửng không cố định thân ảnh, sinh cơ cấp tốc tăng trưởng. Khô như thây khô thân thể, cơ bắp một tấc không ngừng biến lớn, khí tức không ngừng tăng lên, Quỷ Ẩn chậm rãi ngẩng đầu. Hai mắt ánh mắt như đem đao nhọn, mãi nhìn về phía phương xa, cũng không phải là nhìn về phía Tiêu Viêm, mà là nhìn về phía Tiêu Viêm bên cạnh, Chân Tông Phúc. Theo Quỷ Ẩn ánh mắt cùng một vệt sát ý, Chân Tông Phúc như thế nào cảm giác không đến. Hắn cũng nhìn về phía Quỷ Ẩn phương hướng, cười khổ một tiếng, ngoài nổ là chính mình nhen nhóm. Như vậy thuốc nổ cũng phải tự mình đến gánh a, chuyện cho tới bây giờ, Chân Tông Phúc cũng không có lựa chọn nào khác, đành phải đối mặt Quỷ Ẩn. Ta sẽ tận lực giúp các ngươi ngăn chặn Quỷ Ẩn, bốn người bọn họ liền được ba người các ngươi đối phó. Quỷ Ẩn không tham chiến, không đi làm chỉ huy, các ngươi vẫn là có thắng cơ hội, nắm chắc cơ hội, có thể giết một người liền giết một người. Chân Tông Phúc thần sắc nghiêm túc, trong mắt để lộ ra sát ý vô tận, vốn cho rằng cùng đan điện một trận chiến này sẽ không phát triển đến trình độ như vậy, mà theo không hiểu lão tổ cùng cái này Ảnh Tử Minh tham dự. Để trận này nên nhẹ nhõm giải quyết chiến đấu, biến thành một trận dần dần gay cấn huyết chiến, song phương tử thương, cái kia đều chính là đẫm máu. Nhân Hoàng, Quỷ Ẩn thanh âm nặng nề, hô Chân Tông Phúc, hắn nói ra Nhân Hoàng hai chữ thời điểm. Có thể thấy được, hắn cũng không có vừa đến đã muốn cùng Chân Tông Phúc chiến đấu ý tứ.
Ngược lại, hô hai chữ này là đối Chân Tông Phúc một loại tôn trọng. Quỷ Ẩn đại nhân, kính đã lâu, kính đã lâu. Chân Tông Phúc mỉm cười, cũng là một bộ hữu lễ biểu lộ. Tiêu Viêm nhìn xem Chân Tông Phúc sắc mặt này, vừa mới còn âm trầm khuôn mặt, nói biến liền biến, thật là gặp người nói tiếng người. Gặp quỷ nói tiếng quỷ, Chân Tông Phúc kín đáo tâm tư, để Tiêu Viêm cũng sinh lòng bội phục, dạng này người. Chỉ sợ là khó đối phó nhất, tinh mịn tâm tư, cảm giác tùy thời đều có một thanh băng lạnh chủy thủ gác ở trên cổ của mình. Chuyện của ta, xem ra Nhân Hoàng biết được không ít a, ta lần này đến đây, cũng chính là việc này, Nhân Hoàng có thể báo cho ta một hai. Quỷ Ẩn mỗi đi một bước, thân hình liền bành trướng một vòng, khí tức cũng không ngừng tăng cường. Tám sao trung kỳ thực lực ầm vang phát ra, mà Chân Tông Phúc thế nhưng là tám sao đỉnh phong. Nếu như là bình thường tám sao trung kỳ, Chân Tông Phúc đối phó. Vậy dĩ nhiên là dư giả, có thể Quỷ Ẩn chính là cái kia nhất không bình thường. Tám sao trung kỳ thực lực, không biết đã chém giết bao nhiêu tám sao hậu kỳ thậm chí tám sao đỉnh phong cường giả. Quỷ Ẩn nói là từ địa ngục leo ra ma quỷ, cái kia cũng hào không quá đáng, hắn lúc đầu chết rồi. Nhưng lại còn sống, trải qua tử vong từng tiến vào phần mộ người, tâm cảnh lấy cùng người khác càng là hoàn toàn khác biệt, cũng càng thêm vô tình. Đến đây thì cũng khép lại phần 6 tập 77 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.